Xin chào cả nhà, chào quý ông bà và các bạn đã đến với kênh 8 tin tức. Đừng quên ấn vào cái nút đăng ký để không bỏ lỡ các video mới nhất. Và ngày hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe một câu chuyện và cũng như là một phương pháp để có thể phòng tránh được virus corona này. Nó cụ thể đây là một câu chuyện vui, có thể là các bạn đã nghe rồi và có thể các bạn chưa nghe. Nếu các bạn đã nghe rồi thì các bạn hãy nghe lại xem tôi kể có giống như các bạn đã từng nghe hay không. Còn nếu như các bạn chưa nghe thì các bạn hãy nghe tôi kể, sau đó kể lại cho mọi người nghe về câu chuyện này. Câu chuyện đó là trên một chuyến bay nọ có một vị thần chết này mang tên là Corona. Trên chuyến bay này có người của các nước như Mỹ, Anh, Ý và đặc biệt phải có người Việt Nam chúng ta trong đó. Vị thần chết này khi mà máy bay bay ngang biển thì vị thần chết đã nói: bây giờ các người hãy ném một vật xuống, nếu ta tìm không được thì các người sẽ sống, còn nếu ta tìm ra thì các người sẽ chết. Các bạn biết người Mỹ ném gì không? Người Mỹ đã lựa chọn một vật nhỏ nhất, đó là cây kim, ném xuống biển. Một thời gian thằng chết đã tìm ra và thế là người Mỹ đi đời đó. Và người thứ hai, người anh đó không biết cái gì lại ném xuống một sợi tóc và thằng chết vẫn tìm ra, thế là người Anh cũng tiêu đời. Còn người Ý, các bạn biết người Ý đang làm gì không? Người Ý lúc này đang uống trà bí đao hạt chia đó. Hạt chia chỉ có chút xíu thôi, nó như hạt é vậy đó, ném xuống dưới mong là tôi đi, nhưng cuối cùng thằng chết vẫn tìm ra và người Ý cũng tiêu luôn. Vậy các bạn biết người Việt Nam chúng ta trong lúc lay hoay không biết ném cái vật gì, cuối cùng nảy ra một ý tưởng, dùng cái viên sủi to như thế này nè ném xuống biển đó. Thằng chết thấy ui tại viên to đùng này ta sẽ tìm ra ngay thôi, nhưng không ngờ tìm mãi mà chẳng ra. Các bạn biết lý do vì sao không? Đó tại vì viên sủi xuống nước tan mất tiêu, tìm hoài không ra. Vì vậy người Việt Nam sẽ sống. Và câu chuyện hôm nay tôi muốn kể và để dẫn dắt các bạn đến, đó là dùng viên sủi để phòng tránh dịch Covid-19 như thế này. Cụ thể đó là trước những diễn biến phức tạp của dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra tại Việt Nam, các thông tin liên quan đến cách phòng chống dịch bệnh này luôn trở thành chủ đề hot trong cộng đồng mạng. Đặc biệt những ngày gần đây xuất hiện xu hướng phòng chống dịch bệnh bằng việc uống vitamin C, đó là có nhiều trong viên sủi. Theo đó, nhiều người tin rằng việc uống càng nhiều vitamin C hoặc tăng cường sử dụng các loại thực phẩm có chứa vitamin C trong thực đơn hàng ngày sẽ giúp cơ thể chống lại virus corona. Gia đình mình gần đây uống nhiều đồ có vitamin C như cam, chanh, ngày trước uống bình thường còn bây giờ tăng liều lên nhiều. Trước thì một ngày mình cho gia đình uống một cốc trên ngày, bây giờ tăng lên đến 2 đến 3 cốc một ngày. Nhà mình tăng cường để sử dụng các loại la hỏa có vitamin C để chống lại virus corona với giữ vệ sinh sạch sẽ. Kể từ lúc có tin dịch về Việt Nam là nhà mình đã mua sẵn viên sủi C để sử dụng, mỗi người 2 lọ để ở nhà và cả cơ quan cho tiện để sử dụng. Nhằm tìm hiểu rõ hơn về vụ việc này thì đã trao đổi với phóng viên và trao đổi với người phòng chống dịch Covid. Phóng viên kênh VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với bác sĩ chuyên khoa 2 là Lại Thanh Hà, trưởng khoa khám bệnh bệnh viện Thanh Nhàn. Theo bác sĩ Lại Thanh Hà, thực tế là vitamin C không thể trực tiếp loại trừ virus corona như thông tin đồn thổi trong thời gian gần đây, mà chỉ có tác dụng là tăng sức đề kháng của cơ thể mà thôi. Vitamin C đã được chứng minh làm tăng sức đề kháng, tuy nhiên việc lây nhiễm hay không còn tùy thuộc vào chủng loại virus, động lực của virus và ái lực của cơ thể người với virus đó, chứ không phải cứ dùng vitamin C là sẽ không bị nhiễm bệnh. Nó được biết nhiều cách bổ sung vitamin C, nếu chúng ta ăn đủ lượng rau xanh, hoa quả tươi hàng ngày thì lượng vitamin C được đưa vào cơ thể khá nhiều, như 100g rau ngó thì có 185mg vitamin C, hay 100g bưởi thì có 70mg vitamin C. Vitamin C hay uống sau ăn và được khuyến cáo là dùng từ 0,2 đến 0,5g trên một ngày, đặc biệt là không uống quá 1g trên một ngày, bởi vì khi thừa vitamin C thì nguy cơ tạo sỏi thận khá cao hoặc gây ra các triệu chứng như rối loạn tiêu hóa, chảy máu. Chính vì vậy mà khi sử dụng vitamin C phải có sự tư vấn kỹ của bác sĩ. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video qua đây. Nếu các bạn thấy video này mà hay và bổ ích thì có thể chia sẻ rộng rãi để cho mọi người cùng xem. Và việc mà dùng viên sủi thì chỉ có thể là tăng sức đề kháng thôi. Còn phòng chống thì chúng ta phải dùng các biện pháp như là đeo khẩu trang, dùng nước lửa tay xoa, cồn khô hay gì đó. Và đặc biệt phải tự cách ly, đeo khẩu trang một cái không đủ thì cứ đeo 2 cái, 3 cái hoặc 4 cái. Cách ly tốt cho chúng ta mà thôi. Rồi, cảm ơn các bạn.